Đức Hải lên tiếng vụ phát ngôn thô tục, do con nuôi nghịch dại, tôi bị tống tiền. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, trên tài khoản Facebook của nghệ sĩ Đức Hải đã đăng tải thông tin về dòng status văng tục khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, ngoài danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, anh còn là phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Sau đó, phía Đức Hải đã lên tiếng giải thích rằng anh bị hack Facebook. Nam nghệ sĩ cũng đã trực tiếp nhờ an ninh mạng, công an vào cuộc điều tra vụ việc. Và mới đây, nghệ sĩ Đức Hải đã có những chia sẻ liên quan tới câu chuyện này. Lý do của câu chuyện vô cùng bất ngờ khi nam nghệ sĩ nói rằng không phải do hacker làm mà thực chất là do con nuôi của mình. Không có chuyện hacker gì ở đây, cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi hay còn gọi là Bitcoin nên có mật khẩu Facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên Facebook status đó, bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại dùm beng lên thế. Phía nghệ sĩ Đức Hải còn chia sẻ thêm, vụ việc vẫn được công an vào cuộc điều tra, thế nhưng trong những ngày vừa qua, anh liên tục nhận được tin nhắn tống tiền. Số tin nhắn lên tới con số 88 và tống tiền anh 200 triệu. Phía công an cũng đã thông tin với gia đình nam nghệ sĩ rằng sẽ thông báo sớm về kết quả điều tra vụ việc này. Dù vậy, vẫn có không ít cư dân mạng cảm thấy không thuyết phục trước lời chia sẻ của nghệ sĩ Đức Hải. Thậm chí, có ý kiến cho rằng ông dám làm nhưng không dám nhận. Nói về điều này, diễn viên cô gái xấu xí bày tỏ quan điểm. Trước hết, đó là quyền của cộng đồng mạng, mình không có quyền bắt họ phải nghĩ theo ý của mình. Thứ hai, việc xác định rằng đây là hacker hay người thân hay con nuôi thì bên công an sẽ có câu trả lời cuối cùng. Tôi chỉ biết tôi là người bị hại thì tôi phải lên tiếng, nhưng phải làm thế nào để hiệu quả. Đồng thời, nam nghệ sĩ nói thêm, vụ việc này ảnh hưởng lớn đến mình, song ông khẳng định, cây ngay không sợ chết đứng. Đức Hải chia sẻ, vấn đề phải có thời gian, ai cũng thế thôi, khi mà chưa vào chuyện thì clip tôi làm khẩu trang lại thấy vui, nhưng khi có chuyện thì quay lưng lại với tôi, mang nó ra để biến tôi thành tội đồ, nói chung làm nghệ sĩ rất áp lực. Trước đó, hôm 2 tháng 6, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình bài viết từ trang cá nhân có tích xanh của nghệ sĩ Đức Hải. Điều khiến dân mạng bức xúc là việc sử dụng một số từ ngữ có phần thô tục để công kích người khác. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Đức Hải vì cho rằng ông đã đưa ra những phát ngôn kém văn minh dù mang trên mình chức danh nghệ sĩ, thầy giáo. Thời điểm đó, nghệ sĩ Đức Hải khẳng định tài khoản Facebook của mình bị hack chứ không hề viết nội dung này. Thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem, nhưng tôi không vào được. Ngay cả bây giờ cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối chẳng biết phải làm gì.